6 nguyên tắc trong vay mượn. Số 1. Mượn ngày mùng 10, hứa ngày mùng 10 tháng sau trả thì tới ngày mùng 10 phải trả. Không có tiền kịp tới ngày mùng 7, mùng 8 phải báo cho người ta chứ không phải tới ngày mùng 10. Im như ngậm thóc. Rồi người ta hỏi mấy nên nói là không có tiền, trả sau một chút. Thứ 2. Đang mượn tiền, thân đang mang nợ thì bớt post hình đi du lịch, khoe mua đồ hiệu, bớt khoe đi xe đẹp đi, chủ nợ cũng là con người chứ không phải đâu mà không có cảm xúc, không biết tổn thương. Thứ ba, mượn tiền của ai thì đích thân phải đi trả cho người đó, chứ không phải mượn xong đứa này rồi nói là thằng kia nó mượn còn thiếu tao, mày đòi nó luôn dùng tao, tao cho mượn tiền chứ không kiêm luôn nghề đòi nợ, không cấn qua cấn lại. Thứ bốn, mượn 10 triệu thì đến ngày phải trả 10 triệu, không phải trả 5 triệu, lần sau đưa thêm 2 triệu, lần nữa đưa 1 triệu, đưa vậy nát tiền, tội người ta. Lúc nãy tôi giao 10 triệu một cục chứ tôi có giao mỗi lần một ít đâu. Thứ năm, lúc mượn tiền mình đừng khóc, mình khóc than khổ sở tha thiết, mượn xong lúc trả tiền thì phải tươi cười mình trả cho người ta, không phải lúc trả ngồi than con tiền chỗ này chỗ kia cực lắm mới đủ trả, gom đâu kệ mày, tao chỉ cần biết tiền tao phải về túi tao, hiểu chứ. Thứ sáu, bạn mình có làm mấy trăm triệu một tháng thì kệ bạn mình, đừng có kêu mấy trăm triệu một tháng mà có một triệu cũng đòi, làm mấy trăm triệu với đòi một triệu nó không có liên quan, đây không làm từ thiện.